Ông về ông đi dâu về ông ngoại dụ dạng à, ông ngoại dụ dạng đi dâu vậy à, ông ngoại dụ dạng đi nhiều chuyện đó ông mốt dắt cho con đi nhiều chuyện với coi à, Lê Bình ừ, đi nhiều chuyện đúng không? Alo, xin chào quý vị khán giả. Hôm nay là ngày 8 tháng 9 năm 2022. Thì Sang mới đi công tác ở tỉnh về. Nhớ cháu ngoại rồi. Lên thăm nó thôi. Xong rồi đi thăm bà ở Phật gia nữa. Ông đi sang một miếng. Đó. Rồi ông sầm vậy đó. Trời ơi. Em này con làm gì đó? Sửa. Gì vậy? Ông ngoại ơi, ngoại cứu con, ngoại ơi. Gì vậy? Ừ. Trời ơi. Dạ. Ơi. Nói ngoại về nè. Trời ơi. Có quê quê ngoại. Hả? Kêu ngoại á. Nhớ ông ngoại. Nhớ ngoại không? Nhớ ngoại không? Nó liền chục ngày rồi. Chục ngày rồi. Mở thêm cái đèn bên kia. Nó được chục ngày rồi. Mười mấy ngày rồi. 11, 11, 12 ngày không? Ừ. Thì trời ơi. Đúng giờ ông ngoại gù gạn. Ông ngoại vô gạn như dâu á. Ông ngoại vô gạn như dâu á. Hả? Dâu có mua đồ chơi cho con không? Hả? Này có mua đồ chơi cho con không? Ừ. Mới ngủ dậy hả? Sữa chưa? Ây da. Sữa đó. Ông mới uống sữa chưa? Ừ. Uống sữa rồi đúng không? Hả? Hả? Đây Bình ơi, uống sữa rồi hả con? Tăng 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 tăng. Tăng 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 tăng. Đây nè. Nè, giọng ngoại à. Giọng ngoại nè. À, giật cái tay ra làm cái gì? Giật cái tay ra làm nhiều chuyện phải không? À, giọng ngoại nhiều chuyện à. À. Ê, giọng lên. Ê. Ê. Nó nhìn Ê. ngoài Ê. không? Nè. Đây đây. Sửa đâu đây? Cà 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 cà. Cà 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 cà. Cà 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 ông về ông đi dâu về ông ngoại dụ dạng hả, ông ngoại dụ dạng đi dâu vậy hả, ông ngoại dụ dạng đi nhiều chuyện đó không, ông mốt dắt cho con đi nhiều chuyện với coi hả, Lê Bình ừ, đi nhiều chuyện đúng không hả, phải đi nhiều chuyện không, đi ông ngoại dắt đi nè. Đây nhiều chuyện này ha. Tình 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 thấy không hả, thì chuyện hả ơi những bổn bổn ha, thấy không, ở nhà có ai có ai mà dành đồ ăn của con không, có ai dành sữa của con không hả, có ai dành sữa không, mấy ngoại ơi, ngoại 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 gì hai dành sữa của con nè đó đi, phải không, ở ngoại phải gì hai dành sữa không, phải không, có dành sữa không, có dành sữa của con không hả, hả ai dành sữa của con không, đúng không, phải của gì hai dành sữa không, đó là có thì nói đi, có thì nói mấy ông ngoại đi, gì hai dành sữa, lát nữa ông ngoại lấy cây gượt gì hai ha, gượt gì hai quýnh tóc 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 luôn á, nghe không, nói về ông ghi dâu rồi ông chịu về nhiều chuyện với con vậy chơi nha. Hả? Đúng không?
Giờ một lát nữa ngoại sắm cho cái điện thoại để dành á, dành dành bóc điện thoại gọi cho ngoại nha. Alo, ông ngoại đang ở đâu á? À, con đây. Alo, ông ngoại đang ở đâu á? À, trả lời đầu dây bên kia, trả lời nhanh nhanh nhanh. Trả lời nhanh 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 nhanh. Ngóng lên đang nhiều chuyện với ngoại phải không? Tức cười cứ cười. Cứ cười cứ cười. Rồi cô muốn hôn nhóm ra mình cho không, cho cô không được á. Rồi mai mốt mua cho một chiếc nha. Chiếc xe cà lâu chân, bảo đảm con chạy dèo dèo luôn nha. Về có mà lấy xe của con á, nó không có được. Xe ông ngoại mua cho con á, thấy không? Không không chị mua cho Ờ, được. xe này là xe của ông ngoại mua mà, đúng không? Trời cái coi, trời nè, trời cái coi, trời đó, Em nhìn chăm chăm luôn rồi. cười cười cười, à, cười cười cười, à, thấy không? Cười, à, để tay gì sẽ la vậy, bỏ tay lên này, bỏ tay lên này, bỏ lên bụng này, bỏ tay lên bụng này, để tay vậy đó, cái tay xấu quá cà, quên, bỏ tay vậy xấu quá cà, bỏ tay lên bụng này, à, nghe ngoài nè, bỏ tay lên bụng, nha, quên, quên, thế nè, con bỏ tay lên bụng này, Để tay lên con. nè, nè, bỏ Tay tay lên, cầm sẽ like luôn. nha, bỏ tay lên, Nằm thoải mái luôn ừ, ha. rồi gác tay lên, để anh chạy đó, ừ, giỏi, thấy không? Đó, để tay vậy cho Bé nó gấu á, bé ngon. gấu nói em mốt á, ai có đi đâu À, đi. Chừng đáng nào về về ngờ chứ đừng có nói nghe không. hả? Nói nhà nó ẹ, nó khóc Ai? nhè hoài à. Ừ, sợ lỗ tai nè, cái lỗ Này tai. mới đeo lỗ tai rồi. Ừ, cái lỗ tai bự Ôi. quá ha. Sợ lỗ tai rồi. Ôi. Ôi trời ơi, trời ơi. À. Ôi trời ơi, Không trời chuyện nãy giờ ơi. rồi. Không chuyện nãy giờ rồi. Cái đầu lại. Ừ. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. À, ôi trời ơi, trời ơi. Tung 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 tung. Tung 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 tung. Tung 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 tung. Chút xíu nữa cho chậm miếng nước vô cái lưỡi dính sữa kìa. Ông uống sữa xong không? Đang uống nè, ông ngoại Hả? cho uống thôi được không? Vậy Ừ. Ông ngoại đang biết cho ngủ bú không? trời, nghĩ sao trời, hỏi ngoại biết cho bú không, bà ngoại thiệt tình luôn á. Mâm mâm mà con, à, bỏ tay xuống, Cứ cái đầu mâm 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 lên. mâm 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 no này, Cái nhíu một mắt, nhíu một mắt à. no rồi. Còn uống nữa kìa. Ê, quên quên, đưa cái khăn, đưa cái khăn, đưa cái khăn giùm, để lót cái khăn vô. Có khăn ướt nè. Rồi mâm 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 Chấm mâm 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 dính. mâm kệ nó nhỏ, tự nó chạy cầm, tập nó cầm lấy hai tay này không đó. Không? Trời ơi, cháu À. tôi giỏi lắm rồi, tự biết cầm mà. Mâm 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 Trời ơi, mâm còn mâm 8 à. mâm Năm mới có mâm mâm 12 mâm ngày thôi, mâm còn bắt ta mâm cầm sữa rồi kìa. mâm 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 Mới có 12 ngày, coi coi ông ngoại kìa. Ông ngoại biết đấy. sao không, cả nhà đó, mình cho mấy cháu nó ăn á, mình đừng có cầm hoài, cứ để à, lấy xếp cái tay lên rồi bắt đầu cái mình để kê cái bình sữa à, để cái đầu cho nó ngon lành cái à, giống như mình kê với cho nó tự tự uống, cho nó có cảm giác, rồi bắt đầu níu níu nó chụp chụp cái gì đó để mà nó ăn đó, để nữa quen à. Trời ơi ông ngoại Rồi. à. Ông ngoại chú kêu ngộ ông ngoại. Đưa hai tay con lên. Ừ vậy mà con để hai tay lên luôn nè ông ngoại. Đó, thì nó để vậy để Ồ. cho nó dịnh. Rồi nó để hai tay người ta dịnh mà, đúng không? Rồi cái này là
tập ngay từ nhỏ cái cách tự tự giác, tự biết làm đó, nửa lớn xách đồ cho ngoại là sửa đồ đạc đồ này kia nè đó, xách đồ đi đem cho người ta nghe con ha. Mới có Rồi để nó 12 đi, không à. có gớt đâu, bà đừng có chập, đừng có sợ. Rồi Rồi cái rồi, thấy không? con Đọc nhúc nhích nè, kiểu đây gì nè. nó à, đừng Đây, để, hai cái tức là em tay. để Ừ. cho nó uống sữa, đừng có chút cái bình sữa mà nó đứng vậy để ngang ngang vậy nè, Ừ. tự nó nút sữa vô, nó Ừ. lấy sữa vô như vậy nó sẽ không bị ngợp, hiểu chưa? Đừng có chút đứng cái bình sữa quá, Nhưng mà không để bình không, để bình không nó bị hụt hơi. em cứ để mà nó hơi ngang ngang vừa vừa vậy Nửa nè, nửa bình phải không? 45 độ Ừ. nha, không có để 50 50 mà 45 độ, Ừ. rồi tự nó lấy sữa vô, Ừ. nó lấy thức ăn vô. Còn mà nếu mà em chút quá rồi sữa nó xuống nhiều quá, đóng cửa lại mẹ bé Quỳnh, để nó mũi vô cắn nhỏ. Đóng đóng cái cửa lại. Rồi, cho nên nó thử ra mà để mà chút cái bình xuống quá đó, thì nó xuống sữa, xuống sữa nhiều quá nó ngợp, Ừ. tại em bé mà, thì mấy cái con nó chỉ có biết nút thôi đó, nó đưa vô nút nhiều hay nhiều thì do vấn đề mà nhiều khi mà những cái trường hợp mà các bé nó bị sặc sữa, ngập sữa là do mình các mẹ cho ăn á, thì các mẹ dựng đứng cái bình quá cao đó, cho nên sữa nó xuống thì các con nó chỉ nút thôi, thì nó xuống kiệt, nó ngập, các con không biết cách mà để mà phun ra, lúc Sặc. đó ngập bắt đầu sặc sữa thì nó cực kỳ là nguy hiểm. Rồi cho nên mình để cho khoảng chừng 45 độ như vậy thôi đó, tự cho các con nó tự lấy thức ăn đưa vô đó. Gần hết rồi. À, Giỏi. nó phải không, lè da Ừ. rồi, Rồi ẩm nó lè dỗ. da đúng không Biết đó. dỗ không? Biết dỗ không mày? Khi bé uống xong rồi giờ à ẩm em bé dỗ sữa làm sao đây nè. Biết không? Cho cái ly nước, cho ly nước. À, rồi ăn Rồi. no rồi, để cho chặt miếng nước cho con ha, Đây đây chờ có chút muỗng chờ nè. chút chờ chút chờ chút, Nè một giọt mà. từ 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 từ, để rửa Đó, miệng rót nước ra con rồi đó. vệ sinh đây nè đó, chỉ cần một giọt nước này thôi, tha lên miệng đó, cho nó chấp 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 chấp, nó rửa miệng Giọt đó. thôi. Đó. Nó chấp chấp lên tự nó rửa miệng à, 3 đến 4 giọt là đủ rồi. Cái lâu lâu mà bé còn thích á thì mình tha tha lên miệng nó một miếng Bỏ vô nó luôn. đó. Ừ. Rồi, biết ẩm ợ sữa không? Cái gì Ẩm lên trên vai cho bé ợ cái ọc á. cái ọc, từ từ Biết làm không mới không biết đưng. làm mà ngoại nhảy vô làm đi Thôi, hả? ngoại biết làm mà. Ngoại nhảy vô làm đi, Đâu, ngoại làm thử trời coi 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 ơi. cho mọi người xem thôi chứ không gì á. Để Nói bà ngoại nói nhiều quá, ợ chưa? để cho con ngủ, Ở chưa? tôi không nghe nó mới ực. À ăn rồi sao bà cho nó uống rồi là nó làm ực không nghe hả? Trời ơi, bé nó mới chưa được có 1 tháng, hạn chế mà bầm sóc bé nó dựng đứng, cứ bồng vậy nè, nó nghiêng nghiêng như vậy được rồi, mới có mấy ngày, mười mấy ngày có dựng đứng, bồng cho ở học ở đâu à, Ta dạy mà, bác sĩ dạy mà. sĩ dạy, nhưng mà có một cái nó lại nó cứng cứng chút xíu, bây giờ này muốn bồng cho nó ở đúng không, giữa hai tay nè nắm vịn vậy nè đó, rồi ôm vô trong người ha, Ừ. rồi dỗ dỗ lưng nó mấy cái này nè, tại tôi mới đi về tôi không dám ôm nhỏ nhiều đó, để Ừ. hai tay vô giày dựa, mà cũng dựa xéo vô giày thôi nha, chứ đừng có mà dựng đứng đó, đưa cái mặt lên trên cái vai. Vậy hả? Muốn nữa cháu ngoại tôi làm hoa hậu chân dài không hiểu không, tức là mấy cháu nó còn trong tháng xương nó còn mềm, cho nên hạn chế đừng có bồng đứng nhiều quá. Rồi. Cười cười không? Ngoại nói đúng quá mà. Đó. Rồi xéo xéo một chút xíu. Rồi bồng á thì lâu lâu á sữa này, lấy cái chân ra để nha.
giống lót miếng nệm cho nó nằm vậy đó. Rồi tay này giở ra dình cái đầu nó. Thấy không? Gấu gấu. Đó. À. Dình cái đầu nó vậy nè. Như đây là đủ được rồi. Đâu cần mà phải mà. Không có ôm vô người đúng không? Thả lỏng vậy hả? Đó. Rồi. Cho nó tự nó tập. Đó. Kê. Nè. Không kê kê vậy. Kê vô cho im cái đầu nó. Kê gì? Cái tay tôi còn im hơn nữa, nằm tay của ngoại nó im. Đầu tay nè. Đó. Rồi tháng này ngoài cắt tóc cho. Nè. Tóc mũi nhọn. Ngủ rồi, ăn no ngủ rồi. Rồi. Nè, ngủ đỡ, gì anh đã tôi xuống rồi, nó khóc liền, nó đòi ẩm á. Nè, nó ẩm gì. Đó, kệ á. Nói không ngoại. Rồi, ngáp thấy không. Ôi tù, ôi ngáp có buồn ngủ quá. Ôi ngáp có buồn ngủ kìa. Rồi. Rồi muốn dở nhỏ lên. Tấm cái chỗ dưới này liền. Bỏ dưới phần dưới nè. Sóc nó đưa lên. Rớt giới luôn. Cái giới này nãy mẹ nó bồng là bù nhùi rồi, đưa qua cho tôi nè. Đó. Rồi. Nè bây giờ nó cái này xúc nè. Bà coi coi. Buông coi bà ngoại buông coi. Nè. Em thấy nè. Cái này xúc đúng không? Ừ. Chùm nó vô đây. Cái tay đè xuống đây. Rồi giở tay này ra. Cuộn vô tiếp. Ừ. Nè. Bà cuộn nó lên. Đó. Ừ. Em cuộn nó lên. Xúc lên trên nữa nè. Ừ. Thấy chưa? Ừ. Đó. Rồi ông đó, ngoại. Giờ ông ngoại nè. Ông ngoại chỉ cho người nào không biết thôi nha. Rồi. Đó. Xong rồi nè. Ừ. Đó. Bộ bồng. Chỉ cho gấu bồng mà không biết quấn hả? Bồng cũng quấn được rồi. Ừ. Đúng không? Bồng cũng quấn được mà đúng không con? Đúng không? Thấy không? À, ông ngoại bồng ngoại cũng quấn được mà. Đúng không? Rồi ông ngoại cô nhiều chuyện lắm á. Trời ơi cái bữa chân bé. Cô cũng nhiều chuyện nghe ông ngoại luôn á. Gì vậy không chịu mang được. Ừ. Cái chân bé tí nha. Cái ngón. Đây. Đây. Cầm ta săn cái này vô. Hồi nãy bé đào hung chân á. Hung bàn chân luôn á. Dì hai là cà trứng. Ờ. Hung bàn chân để cho em mới mốt nó cộng đi. Rồi, nhiều giống ông ngoại nữa không có được. Được cái gót vô. Ờ đó. Rồi. Xong. Gọt bưng luôn á. Ừ. Thấy không? Đó. Ông ngoại chu mang giới được mà. Đúng không? Ông ngoại chu mang giới được mà. Rồi. Bây giờ một lát nữa ha, con chiếc xe ngoài chiếc xe đi đua xe nha. Nha Quỳnh ha. Được không? Hả? Đi đua xe. Đi không? Đu gỗ hột. Ông rồi mới có 12 ngày thôi. Ừ. 12 ngày em ta. Em qua bển để cho nó nằm. 13, bên đây 13. Ngủ rồi con ha. Đi qua bên kia ngồi. Hả? Rồi, đây giờ quay lại nè. Đó. Bà sợ em sợ mẹ nó làm nó kéo. Sợ mày học kéo. Sợ mày học kéo. Dễ gì mày dòng ké. Nha, ông ngoại Trung Bưng em lẹ lắm á. Ông ngoại Trung Bưng một cái giọt mà. Nha không? Ông ngoại Trung Bưng một cái giọt mà là xong liền thấy không? Đó. Ông ngoại Bưng cái giọt mà xong liền thấy không? Thấy không? Tắc tư. Ngoài nhủ ha. Đừng có trưng. Ừ. Cười cái coi. Nhé. Cười cái coi. Rồi.
À, dòng xuống ha. Dòng xuống ha. Rồi. Đây. Bỏ hai tay cho thoải mái không ha. Ha. Đây còn ha. Bỏ hai tay cho thoải mái luôn ha. Thấy không? Để hai tay ngoài cho thoải mái luôn nha. Thấy không? Để coi. Đùng 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 đùng. 13 ngày. Ừ. Rồi. Đây. Rồi vô. Rồi ngủ thôi. Tên tên tên. Rồi. Rồi. Ngủ nha. Ừ. Tên 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 tên. Rồi. Rồi. Rồi ngủ à. Đó, có hai cháu nguyên tử kế bên luôn, ngáp rồi ngủ đi. Rồi, ngủ nha. Bye bye. Giờ ông ngoại gì giờ ông ngoại. Ông ngoại nhiều chuyện quá để cô ngủ đi. Để ông ngoại đừng có ngồi đêm ngoại nhiều chuyện ngoài. Ông ngoại gì 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 về gì chấm đi. Để ông ngoại gì về gì chấm đi nha. Mà gì chấm đi đừng có nhiều chuyện hoài rồi ổn nha biết con không rồi ngáp rồi ngáp rồi ngáp rồi ngoại để nằm xéo xẹo vậy không ngoại trời anh tới nè rồi gì kìa dừng về để ngủ coi chừng ỉ á nó địch kìa đúng rồi làm gì hỏi gì anh bích bụng quá không không từ từ nè không đâu đợi, đợi ẩm á đợi ẩm nè tháo ra phải không ngoại chơi kỳ quá rồi nè tháo ra nè ngủ không? Trời ơi. Ừ. Ỉa không? Hồi nãy ỉa hồi 6 giờ mà. Ừ. Ừ. Cho nó bú luôn 100 luôn á à. Bú 90% lần luôn á rồi bú nữa ừ. À, rồi để hai để kêu mẹ mẹ ra mẹ gấu con pha à, đi à, à. Ừ. Cái sữa của cô tí thấy nó uống rồi. Được chưa ai hả? Gọi điện thoại quá ừ. Trời luôn à. Chị người ta nha chào tạm biệt ông bà đi nha bye bye đi con bye 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 buồn ngủ cũng còn bye bye buồn ngủ nhưng bú chưa đã bú chưa đã ngủ nữa rồi bye bye rồi xin chào cả nhà đó đi về mệt mệt có gục vàng đận đã rồi à, xong rồi còn phải bò qua bên má mì nữa mà bằng chiều sang lại về ghé rồi không có chỗ đậu xe kẹt đường kẹt xe tùm lum sang đi về bây giờ phải ghé qua để hồi sáng mai đi nữa thì tổ chức sự kiện cho 1.000 đứa sáng đi chiều về để công không không ghé vào má mi má chửi đó bây giờ sáng mai dậy uống cà phê với ngoại ha con liền ngoại liền nha nhấp hoài tại tôi mới cho uống thiệt tre còn nhấp quay chào mấy bạn bà đi xin chào và hẹn gặp lại bye bye.
Chào ông bà.